Lắm đồ đấy, hôm nọ lấy về lấy nhiều đồ đấy à? Vẫn nhiều. Cô mệt không em? Khỏe chưa? Cô Thanh ở trên này, trên này. Nhiều quà nhờ. Tình hình thế nào em? Khỏe chưa? Ok rồi. Ok chưa? Ok. Vất vả nhờ. Đây mình cũng vừa đưa hai mẹ con là với cả bé Mỹ đến đây, thì đợi một lúc sau khoảng tầm tiếng sau thì đội nhà Xính, nhà già cũng đến đây và anh em tập trung đây chuẩn bị ăn một bữa cơm nhà anh Sơn. Nó sẽ đi ra xe để mà bắt xe về. Trắng nha nhỉ, nhỉ. Trắng rồi. Đen thế nào luôn nhỉ? Ôi giời ơi. Hiện tại thì đang khoảng tầm 6 giờ tối quý vị, đang mấy anh em đang tập trung ở đây. Cũng đã chuẩn bị hết cái đồ đạc ra đây rồi. Và hôm nay cũng anh Sơn cũng làm một bữa cơm là cuối cùng là cái chuyến đi này. Ở dưới Hà Nội thì mấy anh em mình ăn cơm xong sẽ anh Sơn sẽ đưa ra xe để mà đi về trên Hà Giang. Hôm nay cái chuyến anh Sơn đặt xe là mấy giờ anh? 8 rưỡi à? 8 rưỡi thì khoảng tầm chắc 7 rưỡi gần 8 giờ anh em mình ra nhỉ? Vâng. Sợ tắc, sợ tắc. 8 giờ, 7 giờ đi ra thì... Nói chung anh em cứ ra trước khoảng 30 phút để còn sắp sắp đồ, sắp xe các kiểu ấy. Mỗi cái là điện thoại em sạc pin không vào được, tôi đi nào. Tôi không có cái để mà nhờ tán gái à? Không phải. Đấy, cán bộ già tầm mệt đang rất là quay cuống pin với phóc, còn chủ tịch Giang thì cũng đang video đang đang trang điểm phấn son rồi thì là keo buốt. Tắm cho ngồi đi tắm rửa nó sạch sẽ. Tắm cho bây giờ tắm hết cho xong, tắm rửa xong các thứ mình về. Cho nó thơm tho tí. Thơm tho và lên xe ngủ và lên một phát chặng đường dài ngủ. Đấy. Tắm xong rồi lên ngủ. Mẹ bé Hoa thì nay đã khỏe. Mù chê à? Mù chê. Mù chê, mù chê. Mù chê, mù chê. Mù chê. Đấy, tối nay là về bà hôm nay thì cũng bảo rồi, mình bảo rồi, bà biết rồi mà. Bây giờ thì đang mấy anh em đang chuẩn bị sắp đồ đạc ở phía bên dưới này. Bí thư ạ, mấy hôm vừa rồi này có nhiều cô bác ấy đến chơi nhiều, hôm ra là bánh kẹo rất là nhiều. Mình cũng bảo là bí thư già làm xin anh Sơn một cái hai cái thùng cắt tông này này để hết những cái bánh kẹo đấy về. Đấy, quà về quê hương. Đây là quà của các cô các bác. Bí thư già vụ này xuống này quá nhiều quà về luôn. Đàn của bé Hoa. Cho vào hết lên đi. Xin cố gì đây? À, cái ngón tay. Về đây. Đây này, đồ này này. Quà. Mất cho vào kia. Có vào lô. Đẹp không? Xịt không? Thích không? Xịt quá. Dạ. Nào. Anh em mình chỉ bị ăn bữa cơm vội cho nhà anh Sơn xong rồi ra xe. Anh em chúc 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 anh. Đấy, mình làm một lon bia thôi. Cảm ơn các chị nhá. Vâng. Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
Dạ vâng vâng. Kéo tắm vào nước ấy. Hiện tại thì mấy anh em mình ra bến xe trước rồi nha quý vị, đang chờ bọn anh Sơn, anh Giang với cả em Xính, em Già ra sau. Đi hai xe ô tô thì mới được. Tại vì là một xe thì không đủ chở ấy, còn đồ đạc các thứ nữa ấy. Đây mấy anh em cũng vừa đến xe, quý vị đang sắp cái đồ lên xe để tí nữa chuẩn bị lên xe mà đi về. Cái số đặt là số cuối điện thoại của anh đúng không? Hả? Số cuối điện thoại của anh là số đặt đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi ok. Đây, hai mã đây. Rồi rồi. Mã 4 này lên đây. Rồi rồi. Ừ. Đây rồi đấy. Hai mã nhé. Đây là chú Sơn, chú dặn dò cháu già trước khi ra xe để đi về. Và những lời cảm ơn chân thành nhất từ cháu già dành cho chú Sơn. Ôm đi, ôm nhà quái đi. Thật sự là cũng nơi xa chú làm tất cả cuối cùng các bác ở dưới này, nhưng mà cũng có điều gì cũng phải xa thôi, còn lại không nơi xa, nhưng mà hôm nay thật buồn, rất là buồn là cũng phải rời xa các quý cô các bác và chú rồi. Rồi rồi. Tìm hơn, rất chỉ mong là quý cô các bác và chú ở đây là mạnh khỏe này, luôn luôn thành công trong công việc, trong cuộc sống. Và tính nhớ về là vệ sinh mắt cẩn thận nhá, rửa hàng ngày nhá. Thay cái băng lên đi cả. Có thuốc gì nhỉ? Có rồi. Có rồi. Đây mấy anh em mình vừa lên xe quý vị ạ. Đây. Anh mày có dùng chai nước Bí thư già đấy. Đây đây, để ba lô dưới này này già. Để ba lô dưới chỗ Mỹ đây này. À đây à. Đây bên này Bí thư già, bên kia anh Giang. Còn xin chào nha. Bé Mỹ bên dưới với cả hai mẹ con hai bên quý vị. Đây. Chào mọi người. Đây. Bye bye Hà Nội, chuẩn bị về Hà Giang. Ba mẹ con thì cũng trong ở tầng dưới, con anh mình ở tầng trên. Đúng rồi, ở tầng dưới đỡ đi, là trèo đi trèo xuống. Vâng. Thanh niên ở trên. Thì rồi. Không nhìn thấy, hai mẹ con là không nhìn thấy cho anh ngủ tầng dưới. Nằm có lạnh chăn đắp vào nhá. Vâng, chào mọi người nhá. Đây ngủ đâu giờ, xe cũng đang chuẩn bị xuất bến. Vâng. Thực ra thì thời gian ở trong này rất là ít, nhưng mà cái tình cảm rất là nhiều. Rất là mong là chúng có các bác mà xem được video của anh Ngọc thì cũng thông cảm cho con không đến được từng nhà để cảm ơn. Con chỉ gửi lời qua kênh video của anh Ngọc, xin chúc tất cả mọi người luôn thành công trong cuộc sống và có một sức khỏe dồi dào. Xin chào mọi người nhé. Xin chào. Vâng, đây là những cái lời cảm ơn đến tất cả quý cô bác cũng như là các mạnh thường quân đã dành cho các anh em mình trong thời gian thế này. Sơn nó biết về chưa? Bây giờ mấy anh em mình cũng chuẩn bị để mà đi xe di chuyển bánh rồi quý vị. Hai mẹ con nhắm mắt. Có cái mua cho cái đại bắt. Chưa chi 12 giờ gần 1 giờ. Mấy giờ 1 giờ phải không? Gần 1 giờ kém. Chúng ta thôi thì xe tiếp tục chạy. 1 giờ rồi. Ôi giời ơi, bánh tương tắc. Ra bánh đấy ngủ ngon nhỉ? Em đang ngủ ngon mà. Em không ngủ thôi, em ngủ khá là em ngủ. Đấy, bây giờ cũng là tầm 1 giờ sáng rồi quý vị ạ. Xe đang dừng để nghỉ ngơi cho ai có ăn nhẹ gì thì ăn. Con này không hay nhỉ, rồi nhỉ, dữ dài rồi nhỉ.
ngủ ít tít tít nhờ. Cái bé hoa nó còn khỏe mẹ nó khỏe lắm. Tí nó rút. Còn chưa đến nhỉ? Đến rồi. Còn chưa đến được 4 giờ kém nữa chứ. Mới có hơn 3 giờ. Đến chưa? Em ơi, bên này là gì đó? Bây giờ là gần 4 giờ sáng quý vị. Tầm khoảng 3 rưỡi. Chưa đến 3 rưỡi. Đến biến nhanh nhỉ? Xe đi nhanh thật. Về càng về càng khỏe sao khỏe nhỉ. Về đi bảo hại ấy đi. Cái hoa này. Tôi mong. Nhà mình quá giỏi. Đấy. Lãnh đạo. Mẹ qua rồi này. Dạy đấy, lãnh đạo ngủ đợi dậy rồi đấy. Chào nhá, con chơi không được khỏe. Ra đi xính xính đưa bé hoa ra cho anh cái. Mần đó, mần đó. Lọ mọ. Lãnh đạo xã, à, lãnh đạo thôn lọ mọ hộ bốc hàng ghê thật. Tôi mom đang chuyển hàng lên xe đi ạ. Đây là mình đang sang xe lên Mèo Vạc đây. Trời mưa rất là to luôn. Mưa to cũng khổ. Còn cái túi đen của anh Giang. Không phải túi này á? Không phải, túi này. Không phải á. Hay là trên thêm đường dầm đấy? Phải chưa? Đủ chưa? Chưa. Trên thêm đường nằm rồi. Không phải ở dưới kia nó lấy chấm. Còn túi nữa, còn túi đen nữa. Thiếu á. Hả? Thiếu, ở trên thêm đường nằm chứ có túi đen như thế. Đủ hết rồi đúng không? Mang hết đồ vào đi, vào phòng nghỉ tí đã, xong rồi tí nữa ấy sau đang mưa quý vị ạ, vừa đến Mèo Vạc xong. Hộ lấy đồ đi, con. Xách cho chú ấy, đúng rồi. Vào đây đã. Vào cho vào phòng đó, đưa mấy hả? Đồ đạc tí xe nó về nhà xe bên kia tí qua lên lấy sau, nhà xe bên này nhá. Để đấy, để xe đây đó. Mang hết đồ vào phòng đi. Nào. Nào bảo bé hoa vào đi. Cứ để đây không ai lấy đâu mà. Nó cầm chân nước các thứ vào ấy. Nào bèo bé hoa vào phòng đi. Mai ngủ lên xe mai. Cầm chân nước, em cầm chân nước của anh cầm cái ba lô ấy. Đi thẳng. Đấy phòng thứ ba kia. Phòng đấy, phòng trước mặt em đấy. Phòng bên này mà. Đấy, phòng đấy. Giang nó đóng cửa vào rồi. Và chống mưa, tránh mưa đó, tí về sau. Ở nhà trong mưa thôi đúng không? Vào đi, vào hết đi. Vào đi ô, vào trong nhà đi. Đây mấy anh em cũng vừa đến chỗ nhà mà mình với anh đang thuê ở quý vị ạ. Đang tụ tập ở đây, kiểu tại đang mưa ấy. Với cả em già, em vừa điện mấy anh em trong bản ra hộ hộ đón về. Đồ đạc các thứ nó nhiều ấy. Đấy, về cái chủ tịch Giang là nhiệm vụ là hàng ngày ngay. Hôm nay trời mưa vào trong bản hơi bị sương đấy. Mưa gió các kiểu. Tí bây giờ trưa rồi, ra khả năng ra quán ăn cơm nhỉ. Ở trong đây mưa không em?
Được chơi không? Ra mấy người đấy, mấy anh em ra mấy người đấy? Ba người. Mưa to này. Mệt rồi. Ôi, mưa to thế này sao về được? Đâu ra mấy anh em đâu hết rồi? Đang ra à? Thế này vào được kia vào sao được? Thế làm sao vào bản được? Bản này không có vào khó. Vào khó cực kỳ. Nếu mà cái đồ đạc ấy thì mưa này nếu không về được cứ để ở đây đã. Xong hôm nào vào thì bọn anh đưa vào dần. Nhưng mà xe ra đủ á? Hả? Quần áo có cả áo mưa trong kia. Đủ không? Sợ nó ướt ấy, ướt thùng cắt tông ấy. Cứ mang vào được bằng về bằng nào thì mang, còn không thừa cứ để đây anh mang vào dần được. Xính đâu rồi? Mày quá tạnh bữa. Ô, ra chưa anh nhở? Vừa lấy điện nha, anh mà đang ra mà. Em mua gì lắm đồ đấy? Mua bao tải thịt à? Mua nửa bao tải thịt. Mua cái gì đấy? Ôi giời ơi, thuốc lào của ông tôi. Ông tôi hôm nay mua thuốc lào gớm thế. Này mà chỉ chuẩn bị xây nhà luôn à? Ôi giời ơi, mua thịt nào thì ai ăn? Là cá đây. Thế là tất cả có 3 người là 4 xe à? 4 xe ra mà 1 xe em nữa. 4 xe ra cả em là 5 xe á? Thế ấy bảo là 5 xe thôi. Hả? À, 3. Cái này là cái cá này, cái này không cần ấy đâu. Còn mấy bộ quần áo, cái thùng quần áo đó. Máy đổ mỉ, máy hết đồ ra đây chưa? Mệt không? Có chứ. Mệt nhiều không? Mệt đấy, người giúp mình. Đây bây giờ đang mấy anh em đang ra hộ rồi. Mình sẽ nhờ mấy anh em ấy đưa ở trong bản, đưa hai mẹ con cũng như là tất cả mọi người về. Tại vì ở đây thì từ đến thị trấn mình với anh Giang thì muốn vào nhưng mà nó mưa cái gì ạ, mưa đâm ra đường đấy là nó trơn cũng không vào được đấy. Thì mấy anh em trong bản mình nhờ mang về thôi. Đây có em già này, cũng em hộ đưa hai mẹ con về này. Em này cũng tên là già nha quý vị đấy. Em đưa hai mẹ con về cho anh nhé. Đồ đạc các kiểu chuẩn bị hết đây rồi, chuẩn bị chờ tập trung ở đây là về một thể thôi. Mình với anh Giang thì chưa thể vào ngay được, mai mình cũng mới về và mới vào được nhá quý vị. Có gì là mai mình sẽ vào làm một cái video riêng ở trong đấy. Tại vì là mình cũng hôm nay thì cũng tính là bây giờ cũng tầm buổi 12 giờ 1 giờ chiều rồi. Nhưng mà mưa đâm ra mình không thể vào được. Đường trơn. Đấy, vào được là hơi bị mệt đấy. Tôi chắc có lẽ mình cũng dừng cái video mình tại đây nhá. Đấy. Mình nhờ mấy anh em trong bản với cả em già cũng nhờ mấy anh em trong bản ra đưa hai mẹ con cũng như là mấy anh em ở đây về. Xin chào lại quý vị ở những cái video tiếp theo. Về đi, đứng nắng. Xin bảo là trên này không được kín. Hả? Đi đâu, xính đâu rồi? Xính về rồi á? Thế thì mai bọn anh mua vào cho nó về rồi, bây giờ nó còn lấy đi. Về đi. Nó mà không động cái gì rau bí. Về đi em, về đi.